Vâng, xin chào các anh chị các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với series Video Khóa Học Bán hàng quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook Phiên bản 2020 Cập nhật mới nhất vào tháng 3 năm 2020 Giữa tâm dịch thì chúng tôi vẫn làm việc là Để chia sẻ với các anh chị và các bạn những kiến thức Bởi vì chúng tôi hiểu rằng là Càng dịch bệnh như thế này thì các bạn càng không phải Muốn đi ra ngoài đi học các lớp offline Các bạn sẽ học online Qua các cái video như thế này Rất là hiệu quả Các bạn vẫn có thể giao tiếp trực tiếp với tôi để Được tư vấn và trợ giúp đúng không ạ thế thì cái video bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị các bạn tạo một cái group và sau đó thì hướng dẫn các anh chị các bạn bán hàng trên group uh, group trong tiếng anh có nghĩa là hội nhóm uh, thì các bạn hoàn toàn có thể bán hàng trên các hội nhóm và trong group thì các bạn có thể có những cái giải pháp như sau đầu tiên một là các anh chị các bạn tạo cho mình một cái group kín hoặc group uh, công khai để mình có thể chăm sóc khách hàng hiện tại của mình hoặc là mình có thể tạo ra các group khách hàng tiềm năng khách hàng mà chưa trở thành khách hàng của mình, họ mới chỉ bày tỏ sự quan tâm thôi, được chưa? À, thứ ba là mình cũng có thể tạo ra các cái group mà để mình à, hỗ trợ cho khách hàng sau bán. À, và thứ tư là mình có thể à, xin vào những cái group hay còn gọi là những hội nhóm à, có cái lượng thành viên lớn để mình bán hàng trên đó. Thế thì à, khi mà bán hàng trên các cái group có cái lượng thành viên lớn, thí dụ như ở đây tôi lấy ví dụ thôi, à, đây là một cái group là mua có tầm bán có tâm đúng không ạ và các bạn nhìn thấy có rất nhiều người à, đang bán hàng trên đây rất nhiều đúng không ạ live stream và đăng bài post bài đấy, thì à, cái lượng thành viên của, của cái group này nó có lên tới khoảng gần một triệu à, gần một triệu thế thì có thể là những cái group họ cũng sẽ thu phí à, thu phí giao dịch bằng cách là mình phải đóng phí hoặc là thu phí bán hàng phí quảng cáo thì mình cân nhắc xem cái phí đấy nó cũng rất là rẻ thôi thì mình live stream lên trên đấy mình bán hàng hoặc là mình đăng bài lên trên đây hay nhưng mà trước khi mình à, đăng lên thì mình cũng nên là tạo ra những cái uy tín à, cá nhân à, mình cũng có thể vào đấy mình giúp đỡ những người khác à, đặc biệt là những cái hội nhóm mà à, là cái, cái cái khách hàng phễu của mình khách hàng phễu là cái gì ví dụ như là một cái group mà chuyên về mẹ và bé mà mình lại bán về các cái đồ mẹ và bé thì mình có thể không được quảng cáo trên đấy thì mình có thể tạo ra các cái bài viết để mà chia sẻ để mà à, giúp đỡ cho các cái bà mẹ giúp đỡ cho những cái khách hàng ở trên đó À, cái đấy là cái mà rất là quan trọng để giúp cho người ta có thể kết bạn với mình trên nick cá nhân hoặc là xây dựng uy tín thương hiệu của mình à, trên hội nhóm Thế thì kinh nghiệm của tôi cho thấy là các bạn nên chọn khoảng 3 đến 5 cái hội nhóm mà có cái lượng thành viên lớn nhất có thể và thứ hai nữa là các bạn cũng à, sẽ à, chọn những cái lượng à, cái cái hội nhóm mà có khách hàng là à, khách hàng tiềm năng với cái sản phẩm mà mình đang bán Thí à, dụ như mình bán đồ mẹ bé thì mình vào các hội nhóm mẹ bé còn mình bán đồ tứ tung thì mình cũng vào những hội mà cho phép bán tứ tung à, mình bán nông sản thì mình có thể vào những hội nông sản à, hoặc là những cái hội mà có chuyên về nghề nghiệp gì đó à, ví dụ như là xây nhà hay là kiến trúc sư hay là dệt may hay bây giờ là đang dịch khẩu trang với lại à, nước rửa tay thì nó có cái hội nhóm chuyên về khẩu trang và nước rửa tay cũng rất là tốt đúng không à, ok thì đấy là một số cái phương án để các bạn có thể nhìn thấy và sau đó các bạn sẽ phải học cách đăng bài học cách xây dựng uh, uy tín thương hiệu trên này ừ, các bạn học cách livestream à, các bạn vừa kết hợp livestream trong nhóm kín vừa kết hợp livestream thêm trên fanpage trên uh, facebook cá nhân của mình vân vân và chúng ta sẽ có hàng trăm hàng nghìn những cái hội nhóm như thế này à, rất nhiều rất nhiều chúng ta không thể liệt uh, kê ra hết được đúng không thế còn về góc độ mà tự tạo ra hội nhóm cho riêng mình thì cũng rất là đơn giản thôi à, các bạn có thể bấm nút tạo ở đây và có chữ nhóm tiếng việt hoặc là tiếng Anh là Groups, đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể bấm Menu ở đây. Đấy, thì chúng ta thấy là cái phần quản lý nhóm. À, chúng ta đang vào bao nhiêu nhóm, những cái nhóm gì, nhóm gì. À, chúng ta đã tham gia vào những nhóm nào. À, thì Hoặc là những cái nhóm nào ở gần chúng ta. Đấy, đồ cũ 200.000 thành viên đây. Công thức nấu ăn ngon gì đó, 400.000 thành viên, này, kiểu kiểu như đấy. Thì mình chọn những cái nhóm mà rất là phù hợp với mình, mình vào. À, rất rất nhiều, đúng không? Rất rất nhiều. Ở đây thì bây giờ tôi thấy là nó rất là kinh khủng. Chúng ta có thể tham gia vào rất nhiều nhưng mà à, nên chọn một số nhóm cơ bản thôi Bởi vì số lượng rất là nhiều chúng ta không thể tham gia hết được Thế còn chúng ta bấm nút tạo thì tạo nhóm cũng rất là đơn giản à, Đầu tiên là chúng ta đặt tên cho nhóm Thí à, dụ như là à, nhóm là à, những học viên Học viên học kinh doanh online Thầy Phan Anh, ví dụ thế đúng không ạ Vâng, đấy sau đó thì chúng ta có thể là chỉnh quyền riêng tư à, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy hoặc là quyền riêng tư thì tùy à, cái đấy là cái mà chúng ta sẽ quan tâm nha. Để thường, ví dụ như là những cái nhóm mới thì chúng ta có thể à, chọn cái quyền công khai à, để cho họ join họ xin vào cho nó dễ à, còn sau đó thì mình cũng có thể chuyển được cái quyền này đấy, thì ta chuyển đến cần công khai đúng không ạ Hay sau đó thì chúng ta cũng à, đổi cái ảnh bìa rồi thì chúng ta À, cũng tạo ra một số những cái đường link url nó cũng rất là đơn giản thôi cái này thì không có gì khó cả tôi chỉ hướng dẫn một chút là các bạn làm được đúng không ạ chúng ta có thể chỉnh sửa cài đặt nhóm à, chúng ta viết mô tả vào đây đấy, chúng ta cũng có thể sửa màu trong nhóm như thế này à, đấy cũng đơn giản đúng không ạ chúng ta cũng có thể tạo địa chỉ à, các đường link của nó nó sẽ có dạng là facebook com sược groups Sược cái gì đó à, ví dụ như là kinh doanh online thầy phan anh ví dụ thế đúng không ạ mình ấn lúc này thì lúc này mình có thể đi giới thiệu với mọi người cái địa chỉ là facebook com sược group sược là kinh doanh online thầy phan anh đấy sau đó thì mình có thể đặt ra một cái số những cái yêu cầu khác mình chỉnh sửa ở đây à, sau đó thì mình cũng chọn tải hình ảnh lên à, tải hình ảnh lên thì chúng ta cũng có thể vào cái công cụ có tên là canva à, chúng ta sẽ tạo một cái gọi là facebook group và facebook group cover đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ muốn biết chính xác là uh, Facebook group cover size là bao nhiêu thì chúng ta dùng phương pháp này thì chúng ta sẽ ra thấy à, được chưa ạ? Chúng ta sẽ ra thấy đây, đây là cái kích thước của nó là khoảng 1640 nhân với 662. À đấy là bản desktop và bản mobile là 859 đó thì chúng ta sẽ tạo ra cái kích thước như vậy Chúng ta có thể tạo ra cái phần kích thước như thế này Bao nhiêu ạ? 662 Chiều cao Ok 662 chiều rộng Là 1640 Ok Đấy thì nó sẽ ra cái hình như thế và sao chúng, chúng ta có thể à, tạo ra những cái thiết kế của chúng ta để chúng ta làm thêm à, ví dụ đây là uh, thầy phan anh đi đúng không ạ à, mình thầy phan anh xong à, forever này mình cũng sửa luôn à, học kinh doanh online thầy phan anh rồi xong Hãy mình tải xuống rất là đơn giản. Sau đó thì mình sẽ đưa lên đây, đúng không ạ? Mình tải cái ảnh đó lên. đó, thì chúng ta đã thấy là rất là nhanh, rất là đơn giản. thì chúng ta đã tạo ra được một nhóm. như tôi nói là cái việc tạo ra nhóm thì không có gì khó cả. À, cái quan trọng nhất là chúng ta phát triển thành viên và chúng ta duy trì cái trật tự, cái chất lượng trong thành viên và chúng ta đi tìm các hội nhóm mà người ta có cái lượng thành viên lớn, cái lượng thành viên mà phù hợp với khách hàng của mình mình lên trên đấy mình xây dựng thương hiệu, mình tạo uy tín, mình bán hàng, mình live stream, mình hỗ trợ người ta và cái lượng học học viên hoặc là cái lượng khách hàng hoặc là những cái người người ta quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của chúng ta trong các hội nhóm là rất là nhiều và đặc biệt là các hội nhóm thì cũng không mất chi phí cho Facebook các bạn có thể mất một chút chi phí cho cái người admin tức là cái người quản trị cái group đấy bởi vì họ tạo ra cái group đấy thì họ muốn kiếm tiền mà mình phải đóng cho họ một số tiền nho nhỏ nào đó một vài chục ngàn hoặc là một vài trăm ngàn hoặc là một vài triệu đồng để mình được phép kinh doanh trên hội nhóm của họ thì cái đấy là do thỏa thuận hoặc là mình có thể kết thân với admin để mình chia sẻ cái cơ hội nào bây giờ cứ cho em bán hàng trên đây xong thì lợi nhuận em sẽ chia cho chị 10, 20, 30% gì đó hoặc không thì mình cứ theo cái cơ chế thôi và dần dần là mình phải tạo ra cái group của riêng mình và khi mình phát triển cái group của riêng mình lên một cái lượng thành viên nó cũng không cần lớn vài trăm hoặc một hai nghìn thôi Thế nhưng mà họ mua đi bán lại, họ mua đi bán lại thì à, chúng ta sẽ luôn có một cái lượng khách hàng và luôn có một cái lượng đơn hàng à, rất là ổn định. À, tôi vừa hướng dẫn cho các bạn à, sơ bộ là cách tạo ra hội nhóm à, đã là rất là đơn giản, đã, tôi thao tác bằng à, bằng bằng quay màn hình để cho. Thứ hai là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách bán hàng trên hội nhóm. Đầu tiên là bán trên hội nhóm của mình để, để chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng đã mua, khách hàng chưa mua. Thứ hai là vào các hội nhóm khác để kinh doanh thì chọn hội nhóm có thành viên lớn thành viên là phù hợp với khách hàng mục tiêu và thứ ba nữa là lên đó là xây dựng thương hiệu trả lời à, chia sẻ những cái bài viết cho đi trước tặng quà trước gây ấn tượng mua à, những cái gói trả phí à, cho các hội nhóm để đăng bài bán hàng và chăm sóc hàng tốt và quan trọng nhất là sản phẩm tốt và dịch vụ tốt thì họ sẽ tiếp tục ủng hộ cho chúng ta à, và đặc biệt là cũng nên kết thân với các cái admin để à, được người ta ưu tiên cho thì cái sản lượng bán cũng trở nên tốt hơn rất nhiều đấy chưa ạ? Vâng một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn và nếu các anh chị và các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các anh chị và các bạn có thể liên hệ với tôi là Nguyễn Phan Anh ở địa chỉ Facebook là Phan Anh Online đấy, các bạn đang nhìn thấy ở đây có chữ PA Marketing số điện thoại là 0989 62388 và email là Phan Anh Online@gmail.com website pa marketing.vn rất vui được tư vấn và trợ giúp cho các anh chị và các bạn xin chúc cho các anh chị và các bạn thành công trong thời điểm này xin chào